rừng xác hay còn được biết đến là khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, là một quần thể các loài động vật trên cạn, thủy sinh. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới nhờ hệ động vật và thực vật điển hình của vùng ngập mặn. Bên cạnh đó, đây cũng được công nhận là khu du lịch trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Hệ sinh thái động thực vật ở rừng xác rất phong phú. Do đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới nên các quy định về việc tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường luôn được đưa lên hàng đầu. Về hệ thực vật, ở đây có rất nhiều loại cây, chủ yếu là bần trắng và mầm trắng, các loài cây nước lợ như bần trưa, dừa lá, giáng, oro. Hệ thống thực vật phong phú cùng với những quy định nghiêm ngặt về môi trường khiến cho không khí ở khu du lịch này luôn luôn trong lành, giúp du khách quên đi những ngày làm việc vất vả. Về động vật, ở rừng xác có hệ động vật lớn, có nhiều loài bò sát nằm trong sách đỏ của Việt Nam như kỳ đà, tắc kè, chăn đất, cá sấu hoa. Đây được coi là khu rừng có hệ sinh thái được khôi phục và chăm sóc tốt nhất ở Việt Nam. Đến với rừng xác, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những loài động vật quý hiếm cùng nghe về đặc tính của chúng. Đây là cách quên đi những phiền muộn và hòa mình với thiên nhiên được nhiều người lựa chọn. Đến với Vàm Sát, du khách sẽ được tham gia hành trình du hí trên sông bằng cano cao tốc. Cano sẽ đi qua các con sông Dinh Bà và Lò Rèn để đi vào trong khu du lịch này. Trên cano bạn có thể ngắm nhìn màu xanh trải dài vô tận của rừng mắm, rừng nước Hai Bờ. Dọc con sông là cuộc sống thường ngày của ngư dân vùng sông nước, cảm giác bình yên đến lạ. Khu di tích rừng xác, du khách sẽ được tham quan những mô hình mô phỏng lại cuộc sống và chiến đấu của bộ đội đặc công, thấy được sức sống mãnh liệt của họ. Để có nước ngọt phục vụ sinh hoạt, chiến sĩ trung đoàn tạo ra nước ngọt theo cách mà người nấu rượu hay làm, đun nước sôi lên rồi hứng lấy nước ngọt bốc hơi phía bên trong. Những mô hình rải rác ở khắp nơi trong khu di tích lịch sử, từ những nơi sinh hoạt của bộ đội như nhà quân nhu, xưởng quân giới, nhà quân y, nhà thông tin, đến những hoạt động thường ngày như may tư trang, bữa cơm của chiến sĩ diệt cá sấu, trưng nước ngọt, đều được mô phỏng thật gần gũi giúp du khách hiểu được cuộc sống của các chiến sĩ năm xưa, tăng thêm lòng yêu nước. Nếu đi xe buýt, bạn có thể bắt chuyến xe đi Nhà Bè và dừng ở phà Bình Khánh, đi qua phà sau đó bắt tiếp một chuyến buýt nữa là đi ra biển. Lưu ý là vì xe buýt ở Cần Giờ không có trạm đón trả khách nên muốn xuống điểm nào bạn cần xin xuống xe. Nếu không muốn đi xe buýt thì xe máy cũng là sự lựa chọn khác. Đường đi xe đến Cần Giờ khá đơn giản. Đi từ đại lộ Nguyễn Văn Linh, bạn rẽ phải sang đường Huỳnh Tấn Hát rồi đi thẳng đến cuối đường là đến phà Bình Khánh. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!